Xin chào các bác. Thì hôm trước em đã giới thiệu với các bác một quả trống đồng có họa tiết Đông Sơn rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một quả trống đồng có họa tiết là Ngọc Nữ. Và em sẽ nói sơ qua về bốn cõi ở trên quả trống đồng và tại sao trống đồng được gọi là một cái vũ trụ thu nhỏ nha các bác. Đây các bác hãy cùng em đón xem cái video này. Dạ vâng ạ, thì quả trống này là được anh ạ, anh Linh đã mua tặng cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng 36 nha các bác. Thì đây em sẽ giới thiệu cho các bác quả trống đồng có họa tiết là Ngọc Lũ. Thì hồi nãy em đã nói với các bác là em giới thiệu cho các bác về bốn cõi ở trên quả trống đồng, tại sao quả trống đồng được gọi là vũ trụ thư nhỏ nha các bác. Để các bác xem nha. Đây, thì đầu tiên là các bác nhìn phần ngôi sao hay còn gọi là mặt trời có 14 tia nắng đây ạ, đang chiếu rọi cái ánh sáng đến cho muôn nơi nha các bác. Để các bác xem. Đấy, thì mặt trời thì có tượng trưng cho cõi trời các bác ạ. Mặt trời tượng trưng cho cõi trời và những cái vùng xung quanh. Đấy, và cái mặt phẳng này, ở trên mặt phẳng cô hay còn gọi là mặt trống đồng, thì có những cái họa tiết này, con người này, chim này, muôn thú này. Các bác xem, muôn thú này. Thì ở đây con người và chim và muôn thú đều sống ở trên mặt đất. Thì người ta gọi đấy là cõi đất. Thì các bác nha các bác. Đã được khai cõi rồi đúng không ạ? Còn phần này em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là phần bụng của hay còn gọi là tang trống. Ở tang trống thì nó tượng trưng cho cõi nước, bởi vì ở dưới này ông cha ta đã khắc sâu hình thuyền buồm và ông cha ta đã điều khiển được thuyền buồm, có nghĩa là cõi nước cũng thuộc địa phận của ông cha ta nha các bác. Và ở dưới cùng đây, để các bác xem, ở phần chân trống thì sẽ không có cái gì cả, thì người ta gọi đấy là cõi âm các bác ạ. Thì cõi âm thì sẽ không có gì nha các bác. Thì nãy em vừa mới nói cho các bác đó là bốn cõi đúng không ạ? Cõi trời, cõi đất, cõi nước và cõi âm. Đấy các bác xem. Thì hôm nay em đã nói sơ qua về quả trống đồng Ngọc Lũ và cái họa tiết hoa văn nó có những cái ý nghĩa gì, thì các bác hãy cùng đón xem với em ở cái video tiếp theo nha các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này của em ạ. Em là Hà Thương, bên là nghề đúc đồng Đông Sơn. Em cảm ơn các bác ạ.